thấy gì không? Gõ cửa. Ai gõ cửa giờ này? Chị ra coi. Mở cửa ơi. Dài quay vlog ngoại cảnh thì chúng ta sẽ vào nhà để nấu bữa trưa nha, bữa trưa nhanh nha. Bữa trưa. Hôm nay thì bữa trưa của tụi mình sẽ là mì siêu cay cho hai cô gái thích ăn siêu cay. Yay! Bây giờ chúng ta cùng nhau nấu ăn thôi. Rồi, bây giờ bên kia sẽ sắp xếp ra trước nha. Nhà vậy nhưng mà không có được cái bình để đun nước sôi mọi người, nên nấu phải bằng chảo hơi lâu. Đó. Ngoài mì gói thì hai cô gái ăn rất là đơn giản. Ví dụ như là sandwich không có gì hết, chỉ có tiện hơn 4 giờ thôi. Ăn rất là ít, ví dụ như là thêm một gói mì ngũ sắc với lại xá xíu. Ăn rất là ít, thêm một mì ý xào bò. Ăn rất là ít, chỉ thêm vài cây chả cá đây. Ăn rất là ít nha, đây là đồ ăn của hai đứa trong buổi trưa ngày hôm nay, rất là ít luôn. Trong khi đó mình sẽ thêm nước vô nè. Đây là cách Pinky mở xúc xích. Đây mọi người, chỉ cần cắt một đầu thôi, xong Pinky sẽ nặng ra như thế này. Đây, nặng ra nặng ghê. Đó, đỉnh chưa? Không hề móp méo. Làm một cái nữa nha. Đây, đó. Ơ, cái này mở rồi, không thích mở kiểu vậy. Thích nặng cơ. Ê, Mina sẽ đem mấy cái mì này đem ra ngoài rồi bóp nha, để bóp chọc nè. Đó. Chọc quá. Rồi, đã đỡ chọc cái bếp rồi. Mina sẽ bắt đầu đổ mì ra. Đây. À, cái này mình nấu mà, cho nên là thôi để mình sẽ lấy gia vị ra trước. Cái chả cá chặt luôn. Ừ, này mình đi cắt chặt chả cá. Cái này gọi là cắt nha, cái gọi là chặt nha. Làm như chặt gà, chặt thịt gì đó. Đây là những cái loại mì mà Mina bên kia rất thích ăn. Mì siêu cay, một cái của Hàn Quốc, một cái của Việt Nam. Nhưng mà vị rất là ngon, vậy mình nấu chung đúng không? Ok, Mina sẽ để sẵn những loại mì này phải nấu nha mọi người. Mọi người thấy cái sợi to không? Những cái sợi này ở đấy mình đổ nước sôi vô, nhiều khi nó không chín. Rồi, ngũ sắc. Hồi nãy mình không mua trứng. Trứng nấu sẵn như thế. Có hả? Có, sẵn, trứng nấu sẵn. Là mình đâu nghĩ là mình sẽ quay thành chán vậy đâu. Hôm nay chỉ là bữa ăn đơn giản thôi nha mọi người. Đơn giản, rất là đơn giản. Không có gì thành chán. Bắt máy ra quay ngẫu nhiên thôi. Chứ không có chuẩn bị trước nên là thôi đơn giản. Mọi người đừng có chê nha, đừng có chê Mina với bên kia nha. Nên thật sự ra là chung cư nhà bên kia với lại chung cư nhà Mina là gần tới bên nhau. Cho nên có thể đi bộ qua. Mặc dù bên kia là không đi bộ qua, bên kia đi xe xong rồi. Đi bộ cũng mệt luôn á, trời rất là gần. Ta lắm nhớ lần thường mình đi coi có bao nhiêu bên kia. Thì bên kia dung nhân dung dẻ chừa buồn để đi qua đây ăn phở và món Huế. Nhưng mà ở dưới chung vơ chung cầu luôn vơ với kiểu như là đang sắp đồ trung tâm nó mới đóng cửa ngày hôm qua luôn bên kia. Hả, đâu rồi món Huế, đâu rồi phở, đâu rồi? Ừ, cái quán đó mình cũng thích ăn lắm, tại vì nó có nhiều món, không phải chỉ món Huế hoặc phở nha, có bún thịt nướng, những cái món chả giò, những cái món Việt Nam nó rất là thích luôn. Mà cho nên bây giờ cuối cùng thì cái kết của tôi là phải ăn mì gói siêu cay. Đấy, nó sôi rồi kìa, nhiều nước quá không ta? Không? Mình luộc trước đi ha, rồi thấy nhiều nước thì mình bỏ ra bớt cho nó đỡ lạc. Đó, hai cái. Ủa, nhưng mà đâu có ăn nhiều nước đâu, này bị khô mà. Không, Mina muốn nước một chút xíu, ý là có một tí xíu nước á. Thì có gì mà chắc là đủ. Cái nào là xăm giang vậy? Xăm giang là giang hả? Ừ, của tao là tròn. Hôm nay chúng ta sẽ ăn món bánh chưng bánh dày cho bữa trưa nha mọi người nha. Bài có biết sự thích bánh chưng bánh dày không? Bánh chưng tượng trưng cho đất, bánh dày tượng trưng cho trời. Đó, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi. Ví dụ như mọi người thích ăn mì siêu cay, ý gì mì cay, mì cay Hàn Quốc á, thì mọi người mua những mì này mới đúng nha. Còn những cái mì mà trộn là không đúng đâu, mì nấu á thì nó mới dai. Mọi người nấu ở cỡ nào nó cũng không bị bở. Ai đi Hàn Quốc chưa? Đi Hàn Quốc rồi thì thấy bạn. Tụi mình đi rồi nè. Bạn ra. Ê, bên kia cầm đôi đũa chặn ở cái bên này.
đó chặt đó đi rồi đó. Cái này phải làm hai người nha mọi người, từ cái này nó được rồi đúng không? Vậy đi ha, chút nữa đi thôi. Ok, cho nó hút. Ủa cái vuông này nó, cái tròn này đúng là gì mì mà Việt Nam rồi mọi người thấy không? Đờ. Mì tròn này cái nó giãn nó nhanh nè, nó giãn nó nhanh hơn. Mất nếp. Này là uống tóc bị mất nếp. Nó giãn nó nhanh còn hơn. Còn bên này là còn mì Hàn Quốc thì nó sắn lâu á. Nó sẽ trộn lại hai cái luôn. Nhưng mà cái loại may là nó cũng đỡ bở rồi đấy nha. Cái mì này mình có ăn rồi, mình có quảng cáo rồi. Ừ nhớ. Ngon lắm. Ê cái này bịch phải bịch ớt không? Trời ơi lỡ cay nhiều quá. Của bên nào? Cái này của bên cậu. Còn thôi kệ để chung đi, hai gói được mà. Thì có bỏ bịch mỏ ớt kia luôn không? Bỏ luôn đi tránh không, bên có nước rồi. Tớ bịch ớt bịch này. Khỏi bỏ đi, tại vì bên này cậu có cay rồi. Ăn cay nhiều quá không tốt đâu. Thôi bên này có một phần mà. Ở bên kì. Vậy lát bỏ ra tôi lấy bịch ớt trộn vô nha. Ừ. Đây nè, cái này bịch ớt là con khùng đó. Không, cái này là nước sốt. Cái này thấy ăn hoài tôi biết này là nước sốt cay hả? Mà có cay không? Có cay không? Vừa. Chỉ cái bịch ớt nhưng nó cay kìa. Lấy hơi trộn vô thêm kia. Đó, nửa cho mày nguyên bịch ớt này. Ok. Sao? Mina sẽ trộn lên nha. Thơm. Ừ, thấy mùi thơm không? Thơm. Cái này trắng quá nè. Thơm khủng khiếp luôn. Phải đều màu nha. Không chịu. Đắt luôn rồi hả? Đâu, mới còn thứ 6 nè. Wow, mọi người thấy ngon chưa? Rồi bắt đầu đổ xúc xích với lại chả cá vô đây bên kia. Mình chắc chuẩn bị vớt ra được rồi. Hay là lát mình lấy ra mình hay bỏ cho nó để lại bể. Tôi muốn nó nóng luôn. Rồi mình sẽ đảo sơ nha, đảo sơ. Dạ ơi, ai nó ăn cái này là đơn giản đâu, hấp dẫn quá trời. Hấp dẫn quá trời quá đất. Này gọi là tương thông tâm giao, hai đứa không hẹn mà gặp là tự nhiên mua mì gói nấu luôn á mọi người. Đúng rồi, Mina lên lầu trước. Kỳ đi xuống chưa, ăn xong muốn xuống tiệm 24 giờ. Mua đồ ăn xong rồi đi lên sau. Cũng là bạn thân có khác, ăn uống cũng giống nhau. Hết luôn đi, này của mày. Của mày lắm, cái này nhiều nước của mày đi. Thì cái này ít, cái này vừa đúng không? Cái này nhiều đúng không? Ừ. Rồi ok. Rồi. Được chưa? Rồi ok. Bên này tôi mua chả cá phô mai á. Ừ, nó có phô mai chậu thôi. Chảy ngon ha. Ok, giờ mình ăn nha, thấy không? Đây là đồ ăn sinh đôi của những người bạn sinh đôi với nhau. Rồi, một ly một nước màu vàng và một tô mì. Đây là chả cá phô mai nè mọi người, hồi nãy nó chảy lắm, giờ nó chảy. À đây nè, nó vẫn còn chảy đây. Ngon quá. Đây là đó nguyên miếng phô mai nè, thấy không? Rồi ăn thôi đói quá. Mời cả nhà ăn ngon miệng. Măm măm. Ừ. Ê bịch cay của cậu không? Tới dục rồi. Vừa hỏi sau câu đó tớ mới nhớ ra là tớ đã dùng thùng rác rồi. Rồi vậy thôi nghỉ luôn. Ít ăn cay đi. Rồi ok, ít ăn cay để còn tiếp tục sau bữa trưa mình còn đi quay ở ngoài nóng lắm đúng không? Rồi ăn nào. À Mina nhường cho khách ăn cái muỗng lớn, cầm muỗng lớn lên. Mà Mina ăn cái muỗng bé tí. Rất là hiếu khách Mina không? Mina ăn bằng muỗng cà phê. Mina rất là hiếu khách nha mọi người. Đó, ăn bằng muỗng bé tí. Hơi ít cay so với mình tại có nhiều nước quá. Ăn hơi cay rồi. Nãy tôi quên. Ừ, dùng con rác thì coi. Ngon quá à. Ok, no day rồi. Thì hôm nay thì Vicky sẽ ngủ lại nhà Mina luôn. Nói chung là lo mình phải có một chút là girls time đúng không ạ? Ừ. À, thời gian riêng tư của những cô gái. Và bây giờ bên dưới Mina sẽ vào phòng ngủ nha. Bye bye. Ok, đi ngủ thôi. Giữ máy bên kia, giữ máy nhà mình đi về nha. À, ok, anh quay phim đi về luôn rồi. Về luôn đi, tiễn khách đi. Tự quay đi. Tiễn khách đi kìa. Ok. Tiễn khách đi. Mở cửa đi Mina. Tiễn khách đi kìa. Bye bye. Bye. Đây. Quay vào đây nè. Rồi, đi. Đi vô. Ui nha. Kỳ đâu? Đi. Rồi, rồi đóng cửa lại. Giống làm chim cá không mọi người? Ừ, giống không mọi người? Thôi tắt máy đi, mệt quá. Ừ, ok. Nghe gì không? Gõ cửa. Ai gõ cửa giờ này? Chị ra coi. Mở cửa ơi. Ui,
cứu lại, không cứu lại. Mày mới mở ra lại hả? Ừ, mày thấy gì không? An toàn rồi, đóng cửa rồi, an toàn rồi. Đúng không? Có phải mấy người chứ mày thấy không? Sao mùa thấy có mùa đỏ nữa? Trời ơi, sao mùa đông dữ vậy? Nhiều khi gần tới tháng Halloween rồi nè, nhiều khi người ta tập dượt, người ta làm gì sao? Tập dượt sao? Tập dượt khu nhà mình không vậy? Thì lâu người ta ở trong khu này thì tập dượt. Tập dượt đi đường nhỏ vậy? Phải ở một chỗ tập chứ. Thì biết đâu thì nhà của người ta kế bên sát nhà mày nè, rồi người ta mặc đồ xong người ta đi xuống công viên người ta tập. Nhiều viên 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 gì đó ai biết? Thì không, thì chắc vậy mới mất chìa khóa lên hay tivi thang máy được chứ. Chứ không thôi làm sao mà ở trong thang máy được. Trời ơi, có một chàng thang máy thấy là một chàng trời. Mà sao trời? Mà thang máy mở đúng không? Ừ. Mà thang máy mở. Thang máy mới dám coi. Thôi đừng mở cửa. Giờ kỳ đau biến thái gì đó, mất mới gì đó, cửa nhà mình mất mới nó cái thằng màu nâu nó đứng ngay cửa. Mình nó quay lưng lại xong rồi nó cứ lại thì nó nghe ở cửa. Giờ sao vậy? Không biết nữa. Con ngủ đi. Tự nhiên ngủ, lỡ nó đột nhập cái nhà mình được thì sao? Mình sao mà đột nhập được, phải có dấu vân tay của nhà này mới vô được chứ. Không lẽ người quen của mày? Chắc không đâu. Thì làm gì có ai có dấu vân tay nữa.